Chào tất cả mọi người, hôm nay giày Nao.com giới thiệu tất cả mọi người một mẫu giày khá là mới, một mẫu giày rất đẹp. Mẫu giày có mã là GCD10K031D. Ngay bây giờ mình sẽ đi review cận cảnh mẫu giày đặc biệt để cho anh em mình xem nhé. Trước tiên thì về chất liệu của mẫu giày này thì được làm 100% bằng da bò thật, với thiết kế là có những cái lỗ rất là đẹp mà giúp anh em khi sử dụng là đi rất là thoáng chân. Nhưng anh em có thể thấy là mẫu giày này thì được phối với nhau bằng những cái gam màu rất là đặc biệt, đó là màu này là màu sữa này và màu này là màu trắng, nhìn rất là sang trọng, lịch sự. Thật sự thì đầu tiên nhìn thấy đôi giày này thì đây là đầu tiên mình nhìn được ngoài đời thật. Bình thường là có xem thì toàn xem một ông trùm lớn ở trong phim ấy, đại gia thì đi mẫu giày rất là đẹp lịch lãm đấy. Và điều đặc biệt hơn nó là mẫu giày này là mẫu giày khi mà anh em sử dụng thì sẽ ngay lập tức tăng chiều cao lên 7 phân đấy, với phần lót bên trong là giúp tăng anh em tăng 7 phân mà đi không bao giờ bị lộ. Đấy, cùng với đó là thương hiệu GOG độc quyền của bên mình. Mẫu giày này được nhập khẩu tại Hồng Kông cao cấp, là dòng giày Hồng Kông cao cấp đi rất là đẹp. Đế thì được làm từ cao su rất là chắc chắn, anh em đi không bao giờ sợ mòn, không bao giờ sợ trơn trượt. Mẫu giày này nếu mà anh em tâm lý một chút thì có thể là mua tặng cho gia đình, những người lớn tuổi một chút người ta cũng thích đi kiểu dáng như này, rất đẹp. Và đặc biệt hơn nữa đó là chào hè 2018 thì bên mình đặc biệt giảm giá riêng mẫu này, có giá ban đầu bán là 2,5 triệu, bây giờ giảm xuống còn 1,435,000. Nếu anh em nào ưng mẫu sản phẩm này thì để ngay số điện thoại bên dưới video, nhân viên bên mình sẽ liên hệ lại để giúp anh em đặt hàng. Anh em nhanh tay đặt hàng để nhận được nhiều ưu đãi của bên mình trong mùa hè năm nay. Cảm ơn anh em rất là nhiều, rất là nhiều.